bạn đã từng nhìn thấy qua mua ly trà sữa cũng phải mang mấy trăm ngàn won tiền mặt hay chưa? Điện thoại thông minh loại xịn sò cũng phải có hai cái, tiền nhiều tới mức ngay cả vali hành lý cũng không thể chứa hết. Bạn tưởng rằng anh ta là kẻ phá nhà ư? Thật ra thì anh ta kiếm tiền từ việc tự chủ lập nghiệp. Học sinh trung học này tên là Ojiso, thành tích vô cùng ưu tú. Trong mắt của thầy giáo, anh là một học sinh ngoan ngoãn. Nhưng điều khiến người khác không thể ngờ được chính là học sinh trung học có ngoại hình vô cùng bình thường này, trong cuộc sống riêng, anh lại là đại boss đang thao túng một nhóm các thiếu nữ xa cơ. Thuộc hạ của anh ta còn có cả một đả thủ chuyên nghiệp, nhận nhiệm vụ chuyên môn đưa đón, hòa giải và bảo vệ cho các thiếu nữ khi hành nghề. Hôm đó, Ojiso nhận được tín hiệu cầu cứu của một cô gái. Tên đàn ông biến thái này cực kỳ căm hận các cô gái hành nghề mua bán thân xác này, nên thường xuyên gọi các cô gái tới và bắt đầu tiến hành ngược đãi. Hắn ta siết thật chặt cổ của cô gái, nhưng cô gái lại không quá hoảng loạn, mà là nhanh chóng ấn vào nút duy nhất trên vòng tay cầu cứu. Về phía Ojiso, sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của cô gái, lập tức gửi tin nhắn cho đả thủ là ông chú Lee Wang Chan. Tên đàn ông biến thái dùng cây kéo cắt phăng mái tóc của cô gái một cách vô cùng khoái chí. Sau đó hắn ta để tóc vào trong túi để sưu tập, còn cô gái thì lại phát ra những tiếng cười đầy sự xem thường. Tên đàn ông biến thái để lộ nụ cười vô cùng tà ác. Đột nhiên phía sau hắn ta xuất hiện một người, trực tiếp khiến cho tên đàn ông biến thái bị giật mình. Trong lúc hoảng loạn cầm lấy cây kéo để phòng thân, ngoài miệng thì nói rằng: "Ông vào đây bằng cách nào vậy?" Ông chú Lee Wang Chan không có thời gian làm nhảm với hắn ta, vừa bước tới trước là đá ngay lên người hắn, sau đó bồi thêm vài cú đá lên người và đạp chân lên hắn ta khi đang nằm dưới đất. Tiếp theo gửi hình ảnh cho Ojiso. Ojiso đưa ra đề xuất cần trả 2 triệu won tiền bồi thường và yêu cầu ông chú Lee Wang Chan lấy hết toàn bộ tiền trên người của tên biến thái, nhưng chỉ tìm được 300.000 won. Chỉ có 300.000 won, đương nhiên là cô gái đã không chịu thỏa hiệp. Ojiso đành phải đưa ra cho cô hai phương án giải quyết, A hoặc là B, và B chính là đánh ngược trở lại với giá tiền ở cấp độ tương đương. B. Toàn bộ quá trình xử lý công việc này, Ojiso hoàn toàn có thể không cần xuất đầu lộ diện, mà chỉ cần thao tác trong ứng dụng do chính anh tự xây dựng nên. Mỗi khi gửi nhiệm vụ ra, giọng nói đều được biến đổi, do đó không có ai biết được thân phận thật sự của anh, mà chỉ biết nickname của anh mà thôi, Quái Kaka. Bởi vì vào năm anh lên trung học thì mẹ anh đã bỏ nhà ra đi, chỉ còn lại người cha xem bài bạc như mạng sống của mình. Anh làm tất cả những điều này đều là vì muốn trước khi lên đại học có thể để dành đủ tiền cho một mục tiêu nhỏ, thực hiện được ước mơ của mình. Hôm đó Ojiso đã ngủ gật trong lớp học và vô tình nhìn thấy một nữ sinh đang đá bóng bên dưới. Anh ta chưa bao giờ gặp qua một nữ sinh nào tỏa sáng đến thế. Chính vì một lần nhìn thấy đó đã hoàn toàn làm đảo lộn mục tiêu của anh ta. Hãy chú ý quan sát nhé. Mẹ điềm tĩnh nói rằng: "Con như thế." Nhưng giây tiếp theo, Begyuji bắt đầu đưa thức ăn vào miệng một cách điên cuồng. Một bên vừa đưa từng miếng thịt vào miệng, một bên vừa uống ly sữa tươi, cố gắng nhét thật nhiều thức ăn vào. Cảm giác quá tuyệt, chỉ một từ thôi: sướng. Đột nhiên một tiếng kêu vang lên: "Begyuji." Những đường gân đỏ như máu trong mắt cô từ từ biến mất. Cha cô mỉm cười nhìn vào cô, thì ra tất cả chỉ là một ảo giác mà thôi. Begyuji xuất thân trong một gia đình tài phiệt, bởi vì bấy lâu nay luôn phải chịu sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ trong thời gian dài, vì lẽ đó nên đã bị mắc một hội chứng bệnh tâm lý thích lén lút theo dõi đời tư của người khác. Hôm đó, Begyuji và bạn cùng lớp Ojiso đi uống trà sữa. Ojiso vì là một chàng trai nhút nhát, trong lần đầu tiên hẹn hò đã bộc lộ dáng vẻ vô cùng hồi hộp, và người học sinh mà trong nội tâm đang cảm thấy xấu hổ này sau lưng lại là đầu não thao túng cả một đường dây gái gọi cao cấp. Ojiso không biết làm thế nào, đành đi nhà vệ sinh để giảm bớt ngại ngùng cho bầu không khí giữa hai người. Trong lúc vô tình, Begyuji đã nhìn thấy cái điện thoại di động trong ba lô của Ojiso, khiến cho tâm lý muốn theo dõi đời tư người khác càng thêm mãnh liệt. Buổi tối, khi Ojiso đang ngủ gục trong lớp học, Begyuji đã tự tiện lấy đi điện thoại di động của Ojiso, đi tới nhà vệ sinh với ý định mở điện thoại lên xem. Nhưng đã thử nhiều lần mà mật mã cũng không đúng. Vì muốn biết được bí mật trong điện thoại của Ojiso, nên đã tìm gặp Ojiso và đề nghị anh ta gia nhập vào câu lạc bộ. Begyuji biết Ojiso đang yêu thầm cô, do đó cô ta rất khẳng định rằng Ojiso sẽ không từ chối cô. Cô bảo anh lấy điện thoại ra để kéo anh vào nhóm chat chung. Vào giây phút anh ta nhập mật mã, tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Begyuji. Cô ta đã thành công mở được điện thoại. Bên trong toàn là những bức ảnh selfie của Ojiso. Cô còn chú ý tới một cuốn sách công thức toán học. Tuy nhiên bên cạnh dường như toàn là những tờ tiền mặt được cuộn tròn lại. Điều này khiến cho Begyuji cảm thấy hứng thú. Ở nơi khác, Ojiso vẫn còn đang đắm chìm trong lời mời gọi nhập nhóm của nữ thần. Khi anh ta chuẩn bị gửi nhiệm vụ ra, thì mới phát hiện cái điện thoại di động còn lại của mình đã biến mất. Quay trở lại tủ chứa vật dụng, lục tìm trong đó vẫn không thấy đâu. Đây là cái điện thoại duy nhất có thể thao tác được đường dây. Bên trong còn có cả những chứng cứ phạm tội của mình. Một khi rơi vào tay của kẻ khác, thì anh sẽ phải đối diện với nguy cơ bị bỏ tù. Sau khi trở về nhà,
Ojiso cuộn tròn trong chăn và cảm thấy sợ hãi. Ngày hôm sau trong tiết học, khi nhìn thấy Ojiso đã không lên lớp, Megyuji có chút không hiểu tại sao. Còn Ojiso lúc này thì đã chuẩn bị sẵn hành lý chuẩn bị rời khỏi đây. Từng cuộn tiền mặt đều là do anh vất vả kiếm được. Còn có cả một con ốc nữa. Đang suy nghĩ tới bước tiếp theo của kế hoạch, thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cô nữ sinh có vẻ ngoài xinh xắn này, khiến cho ai cũng không thể tin nổi cô lại là một người có hai nhân cách. Hôm đó, vì muốn tìm kiếm sự mạo hiểm, nhân lúc Ojiso đang ngủ say trong lớp học, cô ta đã tiện tay lấy mất điện thoại của Ojiso và vô tình phát hiện ra Ojiso đang thao túng một đường dây gái gọi cao cấp. Ở một nơi khác, khi Ojiso còn đang cảm thấy phiền não vì cái điện thoại đã bị mất cắp, thì trên điện thoại của anh đã xuất hiện định vị của chiếc điện thoại bị mất đang ở gần đây. Anh ta lập tức đi theo định vị để tìm kiếm. Trên đường tìm kiếm, định vị của chiếc điện thoại bị mất đột nhiên biến mất. Sau khi trở về nhà, Ojiso vội vàng dùng một cái điện thoại khác copy lại số điện thoại làm việc để gọi điện thoại cho ông chú Lee Wang Chan. Nói với ông chú Lee rằng tối nay tạm thời dừng toàn bộ công việc lại. Lúc này điện thoại reo lên. Anh ta còn tưởng rằng đối phương sẽ trả điện thoại lại cho anh, nhưng đối phương lại uy hiếp anh. Xin chào, thu nhập một tháng là bao nhiêu vậy? Tổng cộng có bao nhiêu người? Không hiểu anh đang nói gì. Cái người có tên là chủ tịch Lee chỉ là một chủ tịch bù nhìn thôi nhỉ. Đương nhiên có thể tồn tại cho tới địa vị như hiện tại. IQ của anh cũng không phải là bình thường đâu. Nhân lúc hai người đang nói chuyện điện thoại, Ojiso đã gửi vị trí định vị tới điện thoại của ông chú Lee Wang Chan, nhờ ông chú vội vàng chạy tới địa điểm cần thiết. Còn Ojiso thì cố gắng kéo dài thời gian. Khi anh ta nhận được một bức ảnh, thì Ojiso phút chốc trở nên rối loạn, càng kịch tính hơn nữa. Không ngờ lại bảo Ojiso học tiếng chó sủa. Cái gì? Học tiếng chó sủa? Nhanh lên, học tiếng chó sủa, học tiếng chó sủa. Về phía ông chú, ông đã đi tới địa điểm định vị, nhưng bởi vì cảnh sát đang kiểm tra các lái xe say rượu, nên đã chặn mất đường đi của ông. Đồng thời Begyuji cũng đã ý thức được cô đang bị ông chú bám đuôi. Cô chỉ mỉm cười lạnh lùng. Bé nói với Ojiso rằng đừng bao giờ tự hành động theo ý mình. Nếu không cô ta sẽ đem toàn bộ chứng cứ trong điện thoại tiết lộ ra bên ngoài. Ngày hôm sau, Begyuji nhìn thấy Ojiso cũng không tới lớp học. Trong lòng cô ta càng cảm thấy hiếu kỳ hơn nữa. Sau khi tan học, mang theo một ly trà sữa đi tới nhà của Ojiso. Chẳng lẽ thật sự chỉ tới đưa trà sữa thôi sao? Sau khi bước vào nhà, nhìn thấy vali hành lý đã dọn sẵn cùng với những cuốn sách công thức số học mà trước đó cô đã nhìn thấy trong điện thoại, khiến cho tâm lý đọc lén đời tư người khác của cô nảy sinh một suy nghĩ. Nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ lưỡng thì đã bị Ojiso cắt ngang. Cô ta giả vờ không khỏe để lấy cớ vào nhà vệ sinh. Cô ta mở vòi nước để ngụy tạo ra tiếng tạp âm. Giây tiếp theo, chuông điện thoại của Ojiso đột nhiên reo lên. Alo, xin chào. Rốt cuộc thì ngươi muốn lấy tiền hay lấy gì vậy hả? Lấy tiền thì nói ra một con số đi, muốn bao nhiêu? Không cần tiền, không phải. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì hả? Ngươi muốn lấy lại điện thoại à? Muốn. Học tiếng chó sủa. Ngươi thật xoái khí, ngươi thật đẹp trai. Đi tới khu vực gần trường học mua một phần bánh gạo xào cay. Ta cho ngươi 15 phút. Này. Sau khi tận mắt nhìn thấy Ojiso ngồi lên xe rời khỏi nhà, sau đó cô ta đã vội vàng mở cái vali hành lý của anh ra xem và nhìn thấy từng cuộn tiền mặt. Một học sinh trung học ở đâu ra mà có nhiều tiền đến như thế? Điều này càng khiến cô ta hoài nghi. Nhưng cô ta không thể mở được cái vali vì dây kéo đã bị kẹt. Lúc này cô ta vô cùng tức giận. Cô ta lại nghĩ tới hoàn cảnh của Ojiso, nên cuối cùng cũng không nỡ nhẫn tâm. Thế là bèn nhét tiền vào lại chỗ cũ. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng mở khóa cửa. Jungle. Audio Jungle.